chào các bạn, mình là San. Các bạn đang lắng nghe San Huyền Podcast. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về sự nỗ lực. Theo các bạn thì sự nỗ lực nó đáng giá bao nhiêu? Có phải là nỗ lực thì sẽ thành công hay không? Và nếu không nỗ lực thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào? Nếu như bạn là một fan của Running Man ấy, chắc chắn là các bạn sẽ biết về chú châu chấu Yu Ye Shark được không nào? Có một câu nói rất là hay của bác châu chấu, đấy chính là: thay vì được nhớ đến như người giỏi nhất thì tôi muốn được nhớ đến như một người luôn cố gắng hết sức. Và thật ra với chính bản thân mình hiện tại thì đây cũng là điều mà mình luôn tự nhắc nhở bản thân hàng ngày, rằng là tôi mong muốn được cố gắng hết sức mình với những gì mà tôi đang có. San nghĩ rằng là các bạn sẽ rất thích nghe podcast này vào buổi sáng đấy. Tại vì là mỗi buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy, đôi khi chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, chán nản đúng không? Không muốn tiếp tục nỗ lực cố gắng tại vì những gì mình đang làm ở thời điểm hiện tại không cho chúng ta một thành quả hay là một sự công nhận nào hết. Chúng ta tự hỏi là liệu sự cố gắng này nó có thừa thãi hay không? Và lý do vì sao mình cứ phải cố gắng trong khi người khác thật sự rất là dễ dàng để có được cái điều mà chúng ta mong muốn. Năm 2017, khi mà mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học ấy, thì lúc đấy mình khá là, nói chung là mông lung. Mặc dù khi đấy thì mình đã làm việc cho một công ty rồi, ở vị trí là content marketing, nhưng mà mình thực sự khát khao là mình sẽ được đi du học. Và lúc đấy mình đã tìm khá là nhiều những cái thông tin về du học ấy. Lúc đấy thì mình bắt đầu xem xét về khả năng học tập với cả là về tài chính ấy các bạn. Tài chính là một trong số những thứ rất là quan trọng đúng không nào? Mình nhận ra rằng là mình sẽ không thể nào có đủ tài chính để đi du học những nơi như là Mỹ hay là Anh. Dường như là nó quá xa tầm với các bạn. Nếu như mình muốn đi những nơi như thế thì mình phải được học bổng toàn phần, 50% cũng không thể nào đủ. Gia đình mình sẽ không bao giờ đủ tài chính để mình có thể học những nơi như thế, những nơi như mình mong muốn. Sau đấy thì mình mới tìm đến một đất nước, đấy chính là Pháp. Tại vì nếu như mà mình du học ở Pháp bằng ngôn ngữ tiếng Pháp ấy, thì mình sẽ được miễn học phí. Và chi phí ở đấy thì cũng không quá là cao, mình hoàn toàn có thể là làm thêm và đi học được. Nhưng mà bản thân mình lúc đấy thật sự là có đôi chút mình đổ lỗi cho hoàn cảnh ấy các bạn. Nghĩa là mình nghĩ rằng là giá như mà gia đình mình giàu có tiền, vậy thì chắc là mình sẽ không cần phải lo lắng về việc mình học ở đâu. Nếu như mình muốn học ở Mỹ cũng được, ở Anh cũng được, dường như mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi mình bắt đầu cảm thấy buồn các bạn. Mình buồn, bắt đầu mình nghĩ về việc là tại sao nhỉ? Giá như mà mình sinh ra trong một gia đình giàu có, giá như mà bố mẹ mình định hướng cho mình khi mình còn trẻ, khi mà mình mới học cấp 2, cấp 3 chẳng hạn, thì lúc đấy mình có thể chuẩn bị cho tương lai của mình rồi. Mình có thể lên những kế hoạch cho mình đi du học từ hồi còn học cấp 2, cấp 3. Vậy thì đến bây giờ chắc chắn là mình sẽ có thể kiếm được một cái học bổng rất là tốt rồi. Bản thân San nghĩ rằng là chúng ta có thể một lần nào đấy đã từng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cuộc sống và đổ lỗi rằng là ông trời không công bằng khi mà không cho chúng ta nhiều thứ đúng không nào? Rồi mình dành thời gian để buồn, để thất vọng, để hờn trách ông trời. Mình cảm giác là mình sẽ không bao giờ có thể thành công nổi. Tại vì là mình không có một nền tảng thật sự là tuyệt vời như người ta. Mình không có được sự hỗ trợ về tài chính cũng như là một sự dẫn lối về sự nghiệp, về con đường phát triển tương lai. Vậy nên mình dành khá là nhiều thời gian để buồn. Nhưng mà mình nhận ra rằng ấy, chưa chắc khi mà mình có một nền tảng tốt, mình có sự hỗ trợ về tài chính, nhưng mình không có sự cố gắng thì khó mà có thể thành công được. Và nếu như mình tiếp tục ngồi đây than than trách phận và dỗi hờn ông trời, thì có điều gì thay đổi trong cuộc sống của mình hay không? Có điều gì tốt hơn sẽ xảy ra ở phía trước hay không? Và nếu như mà mình không nỗ lực ấy, thì điều gì sẽ khiến cuộc đời của mình trở nên tốt hơn? Mình đã suy nghĩ một cách rất nghiêm túc là như thế. Thật ra hay từ lúc mà xa gia đình, bắt đầu năm 18 tuổi đi học đại học ở Hà Nội ấy, mình trải qua rất là nhiều công việc khác nhau, cũng thử thách bản thân mình rất nhiều. Gần như là không cho bản thân quá nhiều thời gian nghỉ ngơi các bạn. Mình cứ đâm đầu vào làm việc thôi. Và thời gian đấy thì thật sự là mình chưa có đạt được một cái thành quả gì trong cuộc sống. Đấy là lý do vì sao mà khi vừa mới ra trường, mặc dù đã có một công việc rồi, mà trong đầu mình thì mình lại mong muốn là mình được đi du học này, mình có cái này có cái kia. Thế thành ra là càng ngày thì mình càng cảm thấy là không biết là những cái sự nỗ lực
trong suốt 4 năm đại học vừa rồi thì nó có vô ích hay không ấy. Giờ một ngày đẹp trời, một buổi sáng thức dậy, vẫn như thường ngày mình dậy sớm, tập gym, chuẩn bị đồ ăn để ăn sáng này, và cả mang theo đi ăn trưa nữa. Trên cái con đường từ nhà đến công ty lúc đấy là khoảng mười mấy cây các bạn. Mình ở một chung cư ở Khương Trung và mình đi làm ở Long Biên. Lúc đấy thì mình mới bắt đầu suy nghĩ về những gì mà mình đang có ở thời điểm hiện tại. Mình mới thấy là nếu như mà trước đây mình ở trong một phòng trọ rất là chật, không có điều hòa nóng bức, thì bây giờ mình đã được ở trong một căn chung cư với đầy đủ nội thất, điều hòa nóng lạnh, phòng tắm rất rộng rãi và sạch sẽ. Mình còn được tập gym với tiện ích đầy đủ ở tầng trệt của tòa nhà luôn. Mình còn được ăn uống rất là đầy đủ và dinh dưỡng 3 bữa mỗi ngày. Được mua những món đồ mình thích, được đi cà phê với bạn bè dựa trên tiền lương mà mình đang tự kiếm ra được. Mình đang thực sự tự lo được cho chính mình sau suốt những khoảng thời gian học đại học. Vậy thì những cái nỗ lực và những cái cố gắng của mình trong suốt 4 năm đại học vừa rồi, chẳng phải là nó cũng đã được đền đáp một ít rồi hay sao? Ừ, đúng vậy. Thậm chí là lúc đấy thì mình còn có MacBook Air để xài, mua được từ cái số tiền tiết kiệm của mình trong suốt khoảng thời gian làm thêm. Rồi mình còn được đi trên chiếc xe tay ga, mình hay gọi em nó là Vivi, mà bố mẹ mua cho mình. Mình lại còn có những chị đồng nghiệp rất là dễ thương, vui vẻ và rất là hay đưa đồ ăn vặt đến cho cô em nhỏ. Mình có một người sếp rất là tâm lý, rất là hay tặng mình những cuốn sách để mình có thể đọc, để viết hay hơn, để có thể hiểu khách hàng hơn, để có thể hiểu về ngành sáng tạo nhiều hơn. Mình đang có rất nhiều thứ, mà tại sao trong phút chốc mình lại nghĩ rằng ông trời bất công nhỉ? Trong phút chốc mình đã đánh mất một số những cái sự khách quan, rằng là chính nhờ hoàn cảnh và chính nhờ bố mẹ thì mình mới có những thứ như ngày hôm nay. Bố mẹ mình đã nỗ lực rất nhiều để có thể nuôi cả ba anh em học hành đầy đủ. Và bản thân mình từ xưa đến giờ thì mình cũng chẳng thấy là có gì quá là thiệt thòi hết. Vậy mà tại sao bây giờ chỉ vì một cái mong muốn mà nó quá xa vời mà mình lại lỡ đổ lỗi cho hoàn cảnh? Khoảng thời gian đấy thì bọn mình cũng vừa có một chuyến đi từ thiện ở vùng núi phía Bắc. Và thật sự đấy là một chuyến đi rất là đáng nhớ với mình luôn. Mặc dù nó chỉ có kéo dài 2 ngày thôi, nhưng mà nó đã khiến mình suy nghĩ rất là nhiều về cái thế giới xung quanh mình. Khi mà bọn mình đến với vùng núi Tây Bắc ấy, các em nhỏ đấy thậm chí là không có được đi học luôn các bạn. Nhìn hình ảnh những em nhỏ mặc những bộ đồ rất là rách rưới ở trong thời tiết lạnh giá như vậy, mình cảm thấy rất là thương luôn. Và nếu như nhìn một cái góc khác của toàn bộ những người dân Việt Nam mà đang sinh sống ấy, thì chúng ta có thể thấy là còn rất nhiều người nghèo đói, khổ cực, trẻ em không được đi học, không có cơ hội để phát triển về tương lai. Và rõ ràng là tất cả những gì mà chúng ta đang có đây hiện tại đây, các bạn ở đây, các bạn có một sự văn minh và một sự kết nối tuyệt vời với cả công nghệ. Các bạn đang được ở đây và nghe những cái podcast như thế này ở trên Apple Podcast hay là Spotify, thì chúng ta đang có những điều kiện rất tuyệt vời. Tuyệt vời hơn rất nhiều so với nhiều người các bạn. Để thấy là nhiều khi nếu như mà chúng ta cứ ở mãi trong cái căn phòng của chúng ta và buồn rầu vì những gì mà chúng ta chưa có ấy, thì có lẽ là hãy bước ra một chút ở thế giới bên ngoài, nhìn ngắm mọi người xung quanh, để chúng ta thấy được rằng là cuộc đời của mình thật sự là đang tốt đẹp hơn rất nhiều người khác. Và đôi khi chính những gì mà mình đang có ở thời điểm hiện tại là ước mong của rất nhiều người. Sau cái chuyến đi đấy trở về, bản thân mình đã viết vào trong cái cuốn sổ nhật ký ấy, những dòng viết mình sẽ lưu giữ điều đấy và tự nhủ lòng mình cho đến suốt cuộc đời luôn. Đấy chính là hãy trân trọng những gì mà mình đang có, tại vì mình thực sự đang có rất nhiều. Và hãy nỗ lực hơn nữa để sau này mình có nhiều hơn nữa, để đi giúp đỡ được nhiều người hơn nữa, tại vì có quá nhiều người đang cần được giúp đỡ. Cách đây 4-5 năm và mình đã ghi những điều đấy, và cho đến ngày hôm nay khi mình ngồi ở đây mình chia sẻ những điều này, mình cũng mong rằng nó có thể giúp ích được cho các bạn, giúp ích được cho một ai đấy ngoài kia đang thực sự chán nản và thất vọng với chính bản thân mình, với chính hoàn cảnh của mình, với những sự khó khăn mà mình đang phải trải qua. Mình rất hy vọng những điều này có thể giúp bạn.
Nếu như mà nói 4 năm đại học là một sự chịu khó và chăm chỉ thì bắt đầu từ năm 2017 trở đi, khi mà mình tốt nghiệp ấy, nó là một sự nỗ lực không ngừng và cố gắng không ngừng. Đặc biệt là lúc mà mình quyết định vào Sài Gòn xa gia đình, ngay sau khi vào là mình đã bắt đầu đi làm ngay. Và thật sự là trong khoảng thời gian từ 2017 cho đến 2020, trong suốt 3 năm đấy là gần như mình luôn luôn làm việc liên tục. Mình không có quá nhiều khoảng thời gian nghỉ ngơi. Kể cả khi mà mình về nghỉ Tết này hay là mình được nghỉ vào cuối tuần ấy, thường là mình đi làm chỉ từ thứ hai, thứ sáu thôi, thì mình vẫn dành thời gian để có thể học thêm, làm thêm gì đấy. Mình học viết này, mình học edit video này, mình học cách trò chuyện, nói chuyện sao cho nó trơn tru hơn, trôi chảy hơn. Mình học cách nhìn nhận mọi thứ dưới ánh mắt của nhiều người khác nhau một cách khách quan hơn là chỉ đơn thuần ánh nhìn của chính bản thân mình một cách chủ quan. Mình bắt đầu nỗ lực hơn để kiếm tiền, thứ mà mình cảm thấy không được an toàn lắm. Khi mà chúng ta không có gì đấy, chúng ta cảm thấy hơi không được an toàn, đúng không nào? Vừa tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng và vừa nâng cao thu nhập trong suốt khoảng thời gian đấy cho đến bây giờ. Bản thân mình tự dặn lòng là càng khó khăn ấy thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Chỉ có như vậy thì mình mới có thể vượt qua được khó khăn mà thôi. À, chính vì đôi khi ông trời gửi xuống chúng ta rất là nhiều những thử thách như vậy ấy, thì chúng ta mới tìm cách để vượt qua. Và mỗi lần như vậy chúng ta sẽ cứng rắn hơn rất nhiều. Và khi mà sau này ấy, thì mình cảm thấy rằng là mình cảm ơn tất cả những cái khó khăn đấy. Mình cảm ơn tất cả những cái trải nghiệm mình đã trải qua suốt cái khoảng thời gian mà mình lớn lên. Tại vì là nhờ tất cả những cái điều đấy thì mới có mình của ngày hôm nay. Nếu như mọi thứ quá là dễ dàng, mình thức dậy và mình có tất cả mọi thứ từ người khác cho mình ấy, thì chắc chắn là bản thân mình sẽ không bao giờ có một sự phát triển sâu sắc từ bên trong như vậy. Kể cả cho đến bây giờ, khi mà tài chính của mình đã rất là ổn, công việc rất là tốt, mình đã tìm được một công việc mà mình rất 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 là yêu thích, mình vẫn không ngừng tiếp tục phát triển và học hỏi nhiều hơn. Mình có những kế hoạch sắp tới cho tương lai, mình chuẩn bị rất nhiều thứ. Không phải là vì áp lực cuộc sống rằng mình sẽ phải biến đổi hay là phải thành công, mà chỉ đơn giản rằng mình thấy ở thời điểm hiện tại mình có những điều gì thì mình sẽ phát triển những điều đấy hơn nữa. Mình sẽ chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa để mình trở thành một người giá trị và mình sẽ mang lại giá trị cho người khác. Tại vì mình biết rằng khi mà mình sống tốt và mình phát triển tốt ấy, thì không chỉ mình mà là gia đình, những người xung quanh và xã hội sẽ phát triển tốt hơn. Nếu như mỗi người chúng ta đều nỗ lực, đều cố gắng ấy, thì chắc chắn là xã hội của chúng ta, đất nước của chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều. Có thể là các bạn vẫn còn nhớ câu dặn của Bác Hồ, đúng không nào? Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Thực sự thì mình làm podcast này không phải với mục đích là để ép buộc các bạn là các bạn phải nỗ lực đi, các bạn phải cố gắng đi. Cuộc sống của các bạn chỉ thay đổi khi các bạn nỗ lực và cố gắng các thứ. Săn nghĩ rằng là tất cả chúng ta sẽ tự có suy nghĩ của mình và bản thân bạn sẽ tự nhận ra được là mình cần phải làm gì cho cuộc sống của các bạn. Săn chỉ chia sẻ một suy nghĩ của mình và những gì mà mình đã trải qua mà thôi. Mình cảm thấy rằng là ngay giây phút mà mình từ bỏ việc đổ lỗi cho hoàn cảnh, mình nhẹ lòng hơn rất nhiều. Trước hết là như thế. Đôi khi chúng ta đổ lỗi cho một ai đấy về cuộc sống của chúng ta để cảm giác nhẹ lòng hơn ấy. Nhưng thật sự tất cả những điều đấy nó chỉ tạo nên sự so sánh, sự ganh ghét, sự thất vọng, thậm chí là cảm giác bất công. Nó không đưa chúng ta sự tự do và thanh thản. Kể từ khi mà mình suy nghĩ rằng là tôi phải tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống của mình, cho tương lai của mình, cho bản thân mình ở thời điểm hiện tại, lúc đấy mình cảm thấy nhẹ lòng hơn rất 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 nhiều luôn. Thật sự, mình cảm giác là tôi sẽ là người kiểm soát cuộc chơi này. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể trở thành một người như tôi mong muốn. Tại vì là tôi không bị bất cứ một cái rào cản nào về hoàn cảnh. Tôi cho rằng nếu như mà tôi cố gắng, tôi hoàn toàn có thể đạt được điều mà tôi mong muốn. Chính vì những cái định kiến của chúng ta về hoàn cảnh sống này, về nền tảng gia đình này, những điều đấy nó giới hạn chúng ta rất 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 là nhiều luôn trong việc phát triển bản thân trong tương lai. San biết rằng có rất là nhiều những gương mặt thành công ở thời điểm hiện tại. Có thể là trên YouTube, có thể là ở ngoài cuộc sống, có thể là sếp của bạn, có thể là bạn bè của bạn. Họ là biểu tượng của những người rất xuất sắc, rất giỏi, được sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ cũng làm ở vị trí này, làm ở vị trí kia,
hay họ là những người được xuất thân từ gia đình rất giàu có, nhưng cũng có rất nhiều người họ thành công vì chính sự nỗ lực của họ. Và kể cả khi các bạn lớn lên trong một gia đình không quá giàu có, bố mẹ của các bạn chỉ là những người nông dân bình thường, thì bản thân bạn vẫn có thể trở thành một người thành công khiến tất cả mọi người phải lắng nghe bạn. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình chỉ đơn giản vì bạn nghĩ rằng mình không có những điều mà người khác đang có. Điều quan trọng nhất đấy chính là bạn nỗ lực bao nhiêu, nỗ lực như thế nào mà thôi. Cho đến tận bây giờ bản thân mình đang ngồi đây, mình vẫn chưa tự nhận mình là một người thành công, mình vẫn sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhưng so với một cô gái sinh ra và lớn lên ở miền Trung trong một gia đình rất bình thường, mình cảm thấy tự hào vì những gì mà mình có thời điểm hiện tại. Vì tất cả những gì mà mình đã nỗ lực, mình cảm thấy thật sự là tự hào. Và cũng như bác châu chấu Du Dê Shock, mình không muốn được nhớ đến là một người giỏi nhất, mà mình muốn được nhớ đến như là một người nỗ lực nhất. Có thể là từ trước đến giờ thì mình không hay kể quá nhiều về những gì mà mình đã trải qua này, những gì mình đã đánh đổi. Nếu như mà ngày hôm nay mình ở đây mình làm được, thì mình tin chắc rằng là các bạn hoàn toàn có thể làm được, các bạn hoàn toàn có thể theo đuổi ước mơ của các bạn. Mặc dù ở thời điểm hiện tại bạn chẳng có gì quá đặc biệt, chẳng có gì quá nổi trội. Chúng ta hãy tự hỏi rằng là chúng ta đã cố gắng hết sức chưa, chúng ta đã nỗ lực hết sức chưa, trước khi chúng ta từ bỏ chính bản thân mình. Nếu như bạn hỏi San rằng có phải nỗ lực thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công hay không? Câu trả lời của San đấy chính là chúng ta hãy tập trung vào con đường thay vì là cái đích đến. Tại vì khi mà các bạn đã nỗ lực hết sức ấy, các bạn không ngừng cố gắng ấy, thì trên cái con đường đấy các bạn sẽ nhận được rất nhiều những cơ hội khác nhau. Và thậm chí là các bạn không có đi đến cái mục đích như ngày trước bạn mong muốn, mà bản thân bạn lại tìm ra rất là nhiều những tiềm năng của chính bản thân mình trên cái con đường đấy. Nỗ lực chưa chắc các bạn đã thành công vang dội, nhưng chắc chắn là các bạn sẽ chiến thắng chính bản thân mình và sẽ tìm tòi và khám phá ra được bản thân mình có nguồn năng lượng gì, bọn mình có điểm mạnh như thế nào, điểm yếu như thế nào. Nỗ lực sẽ giúp cho chúng ta có thể khai phá tiềm tàng bên trong chúng ta rất nhiều. Nghe thì có vẻ hơi ghê nha, nghe thì có vẻ đao to búa lớn, nhưng thực chất ấy, rốt cuộc nó chỉ đơn giản là chúng ta đang cho chính bản thân mình cơ hội thôi các bạn. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chúng ta đang cho chính mình cái cơ hội để được thả bản thân mình vào cuộc sống, phát triển, xem thử giới hạn của chúng ta là đến đâu, là như thế nào. Có thể khoảng thời gian đầu chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng, chúng ta chưa nhìn thấy được một cái thành quả nào hết. Nhưng mà hãy nhìn lại bản thân mình của ngày hôm qua, ngày hôm kia, của tháng trước, của năm trước, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều sự tiến bộ ở bản thân mình. Đấy đã là một cái điều đáng trân trọng rồi. Thành công thì nó không đến sau một đêm đâu các bạn. Và nó cũng không phải là một cái đích nào đấy, mà chính xác là trên cái con đường mà chúng ta đi ấy, chúng ta cảm thấy là mình phát triển hơn mỗi ngày, chúng ta tốt hơn mỗi ngày, chúng ta lại làm được một điều gì đấy mới mẻ hơn mỗi ngày, thì đấy đã là thành công rồi. Bản thân San nghĩ rằng là chúng ta đừng định nghĩa thành công là một điều gì đấy nó quá đao to búa lớn. Chúng ta phải xuất hiện ở trên TV hay là trên trang nhất của những cái tờ báo nổi tiếng. Điều quan trọng đấy chính là chúng ta hiểu được bản thân mình sẽ mang đến được cái giá trị gì cho cuộc sống này nhờ vào việc nỗ lực mỗi ngày như vậy. Bản thân mình khi mà mình đi làm ở công ty cũng thế, mình vẫn hay tự hỏi là mày đã cố gắng hết sức chưa? Những điều mà mình đang làm đây, mình đã cố gắng hết sức chưa? Nếu như mình cố gắng hết sức thì mình sẽ làm được thêm những cái gì nữa. Đôi khi ấy, chúng ta đi làm ấy chỉ là tuân thủ theo scope of work, nghĩa là người ta bảo làm gì thì chúng ta làm nấy. Nhưng mà nếu như chúng ta thay đổi suy nghĩ một chút, đấy chính là bất kể công việc gì chúng ta đang làm, chúng ta đều làm nó một cách tốt nhất, cố gắng hết sức nhất để làm nó một cách hoàn thiện nhất, thì chúng ta sẽ có thêm rất nhiều những cơ hội để thăng tiến trong công việc, trong sự nghiệp. Nếu như các bạn đang đi làm ở công ty nhé, thì đây là một điều sẽ thay đổi rất là nhiều về tư duy làm việc của các bạn đấy. Đấy là lý do vì sao mà khi ngày xưa mình đi làm sau một năm thì lương của mình gấp đôi và mình được lên vị trí leader. Mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi, nếu như người ta trả cho em 5 triệu thì em hãy làm như rằng em được trả 10 triệu. Nếu như họ trả em 10 triệu, hãy làm việc như em được trả 20 triệu, thậm chí là hơn như vậy.
Nhiều bạn đang đi làm ở công ty ấy, thì các bạn nghĩ rằng là thôi, mình chỉ làm sương sương vừa vừa thôi. Tại vì nếu như mà mình làm nhiều ấy, thì sếp sẽ giao nhiều việc cho mình hơn. Và như thế thì mình sẽ rất là bận rộn và mình sẽ rất là mệt. Không sao, nếu như bạn cảm giác muốn nghỉ ngơi hay là muốn xả hơi thì cũng được. Nhưng mà bản thân mình vẫn luôn ghi nhớ một câu, đó chính là đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Nghĩa là ở trong cái lứa tuổi mà chúng ta đang rất là sung sức, nhiều sức khỏe, có thời gian, chưa bị vướng bận vào gia đình, con cái, thì đây là lúc mà chúng ta cần phải hy sinh và cần phải nỗ lực nhiều nhất. Và nếu như chúng ta đi nhanh trong những năm như thế này, từ khoảng 20 cho đến 25 tuổi, thì sau đấy mọi thứ sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Đây là chia sẻ thật lòng của một cô gái 26 tuổi đang trò chuyện với các bạn. Đừng ngại dành hết những khoảng thời gian rảnh rỗi của các bạn để phát triển thêm kỹ năng của mình, để học thêm ngoại ngữ, để học designer, để học kiếm tiền online, để học tất cả những cái điều gì mà nó sẽ giúp ích cho tương lai của các bạn, cho cuộc sống của các bạn. Có phải là chúng ta đang dành quá nhiều thời gian để lướt mạng xã hội không? Hay thậm chí là chúng ta có thói quen là ngủ đến trưa mới dậy, sau đấy thì ăn trưa và sau đấy thì ngủ luôn cả buổi chiều vào mỗi cuối tuần? Các bạn đang có rất nhiều thời gian hơn các bạn nghĩ đấy. Đối với bạn thì sự nỗ lực đáng giá bao nhiêu? Đối với Gian ấy, sự nỗ lực là vô giá. Tại vì chính nó đã mang đến cái sự tự do và thoải mái cho mình ở thời điểm hiện tại. Cuộc sống này có thể khó khăn với chúng ta đấy, nhưng mà những thử thách đấy mới khiến chúng ta trở nên lớn khôn thêm, giỏi giang thêm. Và nếu như bạn muốn cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn, các bạn muốn rằng là mình có thể tìm được niềm đam mê của mình, tìm được công việc mà mình yêu thích, trở thành một người có giá trị, một người mà khiến mọi người muốn lại gần, muốn làm quen, một người biết rõ mình muốn gì và cần gì trong cuộc sống, vậy thì ngay bây giờ, chúng ta hãy nỗ lực hết sức mình với những gì mà chúng ta đang có. Thậm chí là chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể bắt đầu được. Tại vì mỗi ngày mới bắt đầu, chúng ta đã có một cơ hội mới. Và cuộc đời sẽ luôn cho chúng ta những cơ hội. Cuộc đời này không có tiệt đường sống của ai hết các bạn. Kiểu gì ở trong một khoảnh khắc nào đấy, nếu như bạn nỗ lực, bạn cố gắng, thì cuộc đời sẽ cho bạn một lối đi. Bản thân mình ngay từ đầu không nghĩ đến một ngày mình có thể được như bây giờ. Mình chỉ đơn giản là nỗ lực thôi các bạn. Mình không nghĩ quá nhiều về việc là tôi sẽ phải thành công vào lúc 25 tuổi hay là tôi sẽ phải có cái gì đấy vào lúc 30, 35 tuổi. Mà mình chỉ đơn giản là cố gắng mỗi ngày thôi. Cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Thậm chí là cho đến tận bây giờ mình vẫn không ngừng làm điều đấy. Mình vẫn tiếp tục chăm chỉ và nỗ lực. Cho dù ở thời điểm hiện tại mình đang có những thứ mà mình muốn rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ chưa xem đấy là thành công và cũng chưa xem đấy là một điều gì đó để nghỉ ngơi và xả hơi, mà mình lại tiếp tục lên những kế hoạch để mình có thể khám phá bản thân mình nhiều hơn nữa, để xem năng lực của mình còn tiến xa được đến đâu nữa. Tại vì mình chỉ sống một lần trên cõi đời này thôi các bạn. Chúng ta chỉ sống một lần thôi. Đến khi mà chúng ta già rồi, đến khi mà đứng còn không vững, tai nghe không rõ, mắt nhìn không thấu, lúc đấy có muốn làm thì mọi thứ cũng đã quá khó khăn rồi. Và bản thân bạn sẽ cảm ơn chính bạn vì ngày hôm nay bạn đã chăm chỉ, đã nỗ lực, đã cố gắng, kể cả khi bạn không có gì hay bạn đã có tất cả mọi thứ. Đừng giới hạn khả năng của bản thân mình trong một cái hộp. Hãy thả lòng nó ra, giống như một làn gió bay mãi trên bầu trời. Mình tin rằng tất cả các bạn đều xứng đáng có một cuộc sống như các bạn mong muốn. Mình tin tưởng điều đấy và mình tin chắc rằng khi mà bạn nỗ lực cố gắng ấy, chắc chắn bạn sẽ có cơ hội để sống cuộc sống như vậy. Mình lựa chọn cuộc sống tự lập và tự do, và sự nỗ lực cho mình điều đấy. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ có những sự lựa chọn của riêng mình trong cuộc sống này. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của San. Đừng quên là video mới của chúng ta sẽ được lên sóng trên kênh YouTube San Huyên vào tối thứ 7 hàng tuần lúc 8 giờ tối nha. Follow kênh podcast của San ở trên Spotify cũng như là Apple Podcast để chúng ta có thể gặp lại nhau trong những số podcast mới sắp tới. Tạm biệt và chúc các bạn những điều tốt lành.